rẽ trái ha. Hello các bạn, Zen đang ở 128 Nguyễn Huỳnh Đức ở phường Khánh Hậu, Tân An. Đây. Đấy, hôm nay đi với bạn Tâm. Bạn Tâm chuẩn bị rất là chu đáo, áo quần chỉnh chu. Tại vì các bạn biết sao không, hôm nay bạn Tâm sẽ trình bày về nơi đây đó, gần như là full spotlight của bạn Tâm. Đây là 1959. Dạ. Dạ dạ. Rồi tôi nhớ rồi. Dạ rồi. 1959. Rồi, chào các bạn ha. Thì hôm nay Tâm đang có mặt ở lăng Nguyễn Huỳnh Đức. Thì Nguyễn Huỳnh Đức là một người nổi tiếng của đất Long An ha. Thì những bạn nào mà có học hay là tìm hiểu về lịch sử của Long An á thì sẽ biết tới Nguyễn Huỳnh Đức. Thì cơ duyên để mà mình tìm tới lăng Nguyễn Huỳnh Đức á, là rất là tình cờ. Tại vì hồi nhỏ là ba mình đã vô đây trước và có nói là ở đây có những bộ có một bộ ván gỗ mà nó giống như là nó là từ một thân gỗ mà xẻ ra các bạn, nó rất là to, có nghĩa là nó vừa xưa mà nó lại có giá trị là về nó độc nhất nữa các bạn. Bộ ván á mà những ông bà xưa hay nằm á, thì đó là lý do mà Tâm tới đây lần thứ nhất ha. Tâm đã thấy được bộ ván nữa, thì lát nữa các bạn vào trong các bạn sẽ thấy. Còn lý do để ngày hôm nay mình quay trở lại lần thứ hai là mình sẽ đi quay và giới thiệu về lịch sử rất là tường tận về lăng Nguyễn Huỳnh Đức ha, và Nguyễn Huỳnh Đức là một người như thế nào trong lịch sử của Việt Nam mình. Thì bây giờ mời các bạn cùng đi tham quan một vòng với mình. Thì mình sẽ giới thiệu đôi nét sơ lược về Nguyễn Huỳnh Đức ha các bạn. Nguyễn Huỳnh Đức tên thật là Huỳnh Tường Đức, sinh năm 1748, mất năm 1819. Là một trong những đại công thần của triều nhà Nguyễn ha, là vua Nguyễn Ánh đó các bạn, hay còn gọi là vua Gia Long đó. Thì Nguyễn Huỳnh Đức sinh ra ở hồi xưa người ta gọi vùng đất ở Khánh Hậu này các bạn. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở phường Khánh Hậu ha, của thành phố Tân An. Thì hồi xưa người ta gọi đây là Châu Định Viễn và Dinh Long Hồ. Đó là tên gọi địa danh hồi xưa ha các bạn ha. Thì Nguyễn Huỳnh Đức sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Sau đó thì ông đi theo ông phò trợ giúp sức cho vua Nguyễn Ánh giành lại được Giang Sơn. Đó là một câu chuyện rất là dài ha, mà mình chỉ có thể nói một cách tóm lược cho các bạn nắm được là Nguyễn Huỳnh Đức tên thật là Huỳnh Tường Đức, có nghĩa là ban đầu ông mang họ Huỳnh, nhưng vì ông có công là nhiều lần cứu nhà vua
trong những lần mà chạy trốn quân Tây Sơn đó các bạn. Do đó là vua Gia Long quyết định là đổi họ cho ông luôn, là từ họ Huỳnh đổi sang họ Nguyễn, là Nguyễn Huỳnh Đức, là tên của ông bao gồm cả họ của vua Ban và họ của ông luôn. Điều đó giống như là nhà vua xem Nguyễn Huỳnh Đức giống như là một người anh em của, trong nhà của mình luôn, một người anh em ruột thịt luôn. Tại vì ông có công là cứu nhà vua rất là nhiều lần. Đó. Thì hôm nay thì các bạn sẽ được thấy lăng Nguyễn Huỳnh Đức nó xây dựng và thiết kế như thế nào ha. Theo kiểu lăng dành cho những đại công thần hồi triều Nguyễn ngày xưa á. Thì các bạn thấy là đường dẫn vào lăng rất là dài ha các bạn ha. Mình đã đi là cũng là gần hết miền Nam luôn. Đó, và mình đã tới được những nơi có thể nói là cũng là di tích lịch sử, là lăng mộ của những vị quan hồi xưa các bạn ha. Ở Gò Công nè, mình cũng có đi nè. Rồi ở Kiên Giang. Đó, thì ở đây là Long An. Thì lăng Nguyễn Huỳnh Đức là có một cách thiết kế ha, và lối kiến trúc theo mình là cũng khá là độc đáo. Và thì các bạn thấy là bức tường thành bao xung quanh mộ á, rất là dài ha các bạn ha. Nó dài hơn so với một lăng mộ thông thường của một vị quan ha ngày xưa. Theo như mình nhận xét là như vậy. Có nghĩa là về quy mô thì nó khá là rộng đó các bạn. Thì đây là một hàng mai ha, mai chiến thủy. Thì chắc là được trồng sau này. Ngoài ra các bạn có thể thấy đây là những cây, theo mình nghĩ là cây cọ các bạn. Nó rất là to ha. Chắc là cũng là khoảng 5-60 năm trở lên rồi. Đó. Và có một hàng sứ các bạn ha. Tiếc là chưa tới mùa sứ nở hoa ha các bạn ha. Tháng trước mình ghé thì đã nở hoa nhưng mà nó rụng gần hết rồi. Đó. Thì ở đây là đá tổ ong nè các bạn. Đây là một vật liệu mà ngày xưa người ta hay dùng để xây lăng mộ ha, cho quan lại hay là vua chúa. Đó. Thì nó được kích dính. Ở đây là mình thấy có vết trám lại rồi ha, chắc là được tu bổ lại sau này. Còn hồi xưa người ta kích dính nó rất là hay ha, người ta không có dùng xi măng gì hết mà người ta dùng một chất liệu nào đó mà tới nay là những nhà khảo cổ vẫn nghiên cứu ha. Ghê à. Đó, nó nghe nói là mật ong rồi trộn với đất sét hay gì các bạn, mình cũng không rành lắm. Nhưng mà nó rất là chắc chắn, nó tồn tại lâu dài với thời gian. Đó. Thì bây giờ còn nhớ cái câu chuyện mà hôm bữa ông ngồi quán cà phê mày kể không? Cú sao chứ? Tao đâu có nhớ câu chuyện đó. Mày để dành tới bữa nay mày nói. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp. Đang quay luôn phải không? Rồi. Thì lăng Nguyễn Huỳnh Đức á, là được con cháu của ông gìn giữ tới ngày hôm nay đã là thế hệ thứ 7 rồi các bạn. Có nghĩa là trải qua 7 đời rồi. Thì lát nữa thì mình sẽ đi, sau khi mà mình tham quan xong lăng mộ thì mình sẽ vào nhà lưu niệm các bạn ha. Thì trong đó sẽ có nhiều tranh ảnh và tư liệu để mình trình bày cho các bạn biết rõ hơn về Nguyễn Huỳnh Đức. Thì đây là, đây các bạn, thì đây là một ngôi mộ của Nguyễn Huỳnh Trân, Lục Thế Tôn. Thì Lục Thế Tôn có nghĩa là đời thứ 6 các bạn, là con cháu đời thứ 6 của Nguyễn Huỳnh Đức ở đây và coi sóc lăng mộ ha. Thì ông sinh năm 1915 và năm mất năm 1992. Tiếp theo thì các bạn thấy là đúng là rất là dài ha, đúng là như mình nói, bức tường thành được xây rất là dài bao quanh mộ. Thì các bạn sẽ đi từ từ ha. Đó. Và mình sẽ khám phá. Thì hôm nay mình có mang máy ảnh ha, và mình sẽ chụp một vài tấm. Rồi. Ủa rồi mày vẫn chưa kể cái câu chuyện mà ở quán cà phê mày kể cho tao nghe. Lát nữa vô nhà lưu niệm đi rồi mình nói luôn. Rồi thì đây nè các bạn, đây là
giống như là cổng vào ha, cổng vào của khu lăng mộ thì được giống như là chạm trổ hay điêu khắc ha, hình này là con dơi này các bạn, cũng khá là lạ ha. Mình thì mình cũng chưa hiểu được ý nghĩa của bức tranh này đó. Này là năm 1927 ha các bạn. À như vậy là sau này chứ không phải là trước đó, là 1927 nè các bạn. Ở đây thì mình có che chút ha các bạn ha. Đây. Đó. Rau càng cua nó mọc ra rất là nhiều ha. Thì đây là loại rau đặc trưng ha. Mình có thể tìm thấy nhiều nơi. Đây cũng là đá tổ ong nè các bạn. Sứ thì cũng đã rụng rất là nhiều ha, dưới lá đi nè. Nhìn nó gợi nhớ rất là hoài cổ ha. Mình sẽ tiến sâu vào bên trong ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ bắt đầu một tấm bảng ha. Thì giới thiệu sơ về Nguyễn Huỳnh Đức ha. Rồi về tiểu sử. Tiếp theo nữa thì ở bên trái bên phải thì có những cột ha các bạn ha, rất là to. Chữ nôm xưa. Đây là cột sen ha. Kiến trúc quen thuộc giống như ở chùa đền nữa các bạn. Rồi các bạn đi vào bên trong thì các bạn sẽ thấy đây là một tấm bia ha. Tấm bia này là được vua Nguyễn Ánh á, gọi là vua Gia Long đó, là đem riêng từ ở ngoài Huế ở đây luôn để làm bia mộ ha, cho Nguyễn Huỳnh Đức. Tại vì vua coi Nguyễn Huỳnh Đức giống như là người anh em với mình. Ngoài ra thì phía trong nữa các bạn, đi tiến vào phía trong. À, ở đây có hai con rùa ha, hai con rùa này là đội cột che cho hai tấm bia ha. Các bạn tiến vào phía trong thì các bạn sẽ thấy được mộ của Nguyễn Huỳnh Đức ha. Thì mình thấy là thiết kế hơi lạ một chút, tại vì đa số mộ của những quan lại mình đi trước đó đó, thí dụ như mộ của Phạm Đăng Hưng ở Gò Công mình cũng có đi, thì đó cũng là một vị quan ha. Thì kiến trúc là nó sẽ tròn lên đó. Còn riêng mộ Nguyễn Huỳnh Đức thì mình thấy là nó bằng luôn, nó bằng ngang luôn, chứ nó không có, nó nhô lên, nó tròn lên ha, như mộ của những vị quan khác mà mình từng đi tới. Thì tương truyền Nguyễn Huỳnh Đức là một vị quan võ. Lúc sinh thời là ông là một người mà có chiều cao và kích thước to hơn người thường đó. Có nghĩa là ông là một hổ tướng đó các bạn. Võ công rất là mình nghĩ là cũng võ công rất là cao, chứ mình không có dùng từ là siêu phàm ha, giống như phim kiếm hiệp. Và phía bên trong nữa là cũng là một, mình nghĩ chắc là một bài thơ các bạn ha. Mình không có rành về chữ nôm. Thì chữ vẫn còn ha các bạn ha. Mình nghĩ là nó theo thời gian nó không có bị phai mờ, vẫn rất là rõ ha. Không biết là sau này những đợt trùng tu thì có sơn lại hay không. Thì các bạn thấy ha, về kích thước của mộ và khuôn viên ha, các bạn nhìn hai bên thì nó rất là rộng theo mình nghĩ. Tại vì Nguyễn Huỳnh Đức là một đại công thần ha, vào thời nhà Nguyễn, là một vị quan mà có công lớn và có chức rất là lớn trong triều đình, có thể là ảnh hưởng tới những quyết định của vua. Thì vua Nguyễn Ánh xem Nguyễn Huỳnh Đức là giống như là một người anh em luôn á các bạn. Tại vì Nguyễn Huỳnh Đức là người có công cứu nhà vua rất là nhiều lần ha. Đó, và có công giúp vua xây dựng được đất nước luôn. Ông Nguyễn Huỳnh Đức là một người mà có thể nói là đầu tiên giữ chức tổng trấn của cả hai nơi là Bắc Thành là ngoài Hà Nội ha, và Nam Thành là Gia Định các bạn, Gia Định là Sài Gòn ngày nay á. Long là một người mà đi từ Bắc vào Nam và giữ chức cao nhất để cai quản cả hai nơi luôn. Cuộc đời của ông là chinh chiến qua rất là nhiều trận mạc ha.
và trải qua rất là nhiều nguy hiểm. Ông đi qua Cam, qua Thái luôn đó các bạn. Lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn là ông là một võ tướng mà đi chinh chiến. Rồi, thì điều đầu tiên á, các bạn có thể nhận thấy về ngôi mộ á, là hướng về phía Bắc các bạn ha. Thì có nghĩa là một lòng thờ nhà vua đó thì là sẽ hướng về kinh thành Huế ở phía Bắc ha các bạn ha. Thì mình sẽ mở điện thoại bằng la bàn cho các bạn xem. Thì đây, đây nè các bạn, là chúng ta sẽ thấy là ngay hướng Bắc luôn. Rồi, đây các bạn sẽ thấy đó, hướng chính của ngôi mộ ha. Đó, hướng về phía Bắc. Bắc đây mà. Đây là đó. Đấy, đúng rồi. Mày sao? Đó, ngay không độ luôn. À, đúng rồi các bạn, ngay không độ luôn rồi các bạn. Thì hồi xưa đó, việc mà xây cất một gì là người ta sẽ mời những nhà phong thủy các bạn ha. Họ là những người mà có khả năng xác định phương hướng cũng như là nhìn nhận vị trí địa lý rất là tốt luôn các bạn. Việc xây cất là rất là chu đáo và cẩn thận. Đó. Thì do đó ngôi mộ này đạt một độ chính xác và công phu rất là cao ha. Rồi các bạn có thể thấy bề dày của đoạn tường ha, nó rất là dày ha các bạn ha. Mình ước đoán là 2 gang tay các bạn. Đó. Ở đây nè. 2 gang rưỡi ha các bạn ha, nó rất là dày. Rất là chắc chắn luôn các bạn. Hôm nay là một dịp đặc biệt, tại vì các bạn biết là nay là năm 2019. Thì ngôi mộ này xây năm 1819 là năm Nguyễn Huỳnh Đức mất ha các bạn ha. Vậy là 1819 tới nay là 2019 là tròn đúng 200 năm các bạn. Nó vẫn trường tồn với thời gian ha. Không gì có thể suy xuyển được. Trải qua cũng rất là nhiều cuộc chiến tranh rồi ha. Nhưng mà mộ rất là chắc chắn và gần như là còn nguyên vẹn luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạm chia tay nơi này ha. Mình sẽ tiến về phòng lưu niệm ở phía trong nữa các bạn, của cụ Nguyễn Huỳnh Đức. Trước khi rời khỏi thì mình sẽ chụp một tấm ha. Mình thì sẽ không chụp mộ mà mình chụp cảnh xung quanh thôi. Tại vì mình nghĩ việc chụp ngôi mộ thì nó cũng không nên lắm. Thì các bạn thấy hàng sứ ở phía trong các bạn ha. Thì mình cũng không biết rõ tuổi đời của những cây sứ này là bao nhiêu năm. Nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng trên 100 năm các bạn. Các bạn có thể thấy gốc những cây sứ rất là to ha. Mình đoán không chừng là những cây sứ này được trồng lúc mà ngôi mộ bắt đầu xây luôn ha các bạn ha. Đó. Thì đây là mùa mà cây sứ nó đã thay lá mới các bạn ha. Hoa thì rụng cũng gần hết luôn rồi. Một không gian nó rất là nghiêm trang ha các bạn ha. Và cổ kính. Rồi thì bây giờ tiếp theo á, thì Tâm sẽ hướng dẫn các bạn tham quan một ngôi đền ha. Thờ Nguyễn Huỳnh Đức, được xây vào năm 1959. Thì đây nè các bạn, phía sau 2 cây cọ ha các bạn ha. Đây. Rồi mình cùng tiến vào ngôi đền bên trong ha. Nó đền như thực sự nó xây cũng giống như kiểu một ngôi miếu thờ nhỏ các bạn. Ngoài ra nữa thì năm 2000 nhà nước cũng đã xây thêm một ngôi đền phía sau nữa các bạn. Có nghĩa là 2 ngôi đền này nó sát vào nhau luôn. Nhưng mà ngôi đền cũ thì sẽ chứa nhiều hiện vật lưu niệm và cổ vật nhiều hơn ha. Do đó Tâm sẽ giới thiệu các bạn về ngôi đền cũ trước đó nữa. Còn ngôi đền mới thì Tâm sẽ không vào. Dạ. Tới đá nè. Dạ dạ. Đang tùm lum cả giờ vô tùm lum đó. Dạ dạ. Không quay được rồi. Không quay được trong rồi. Dạ dạ. Để em coi coi. Phía trong. Ờ đúng rồi. Có dạ đó. Ừ. Vàng giáo tùm lum. Ừ. Rồi tùm lum hết rồi. Rồi. Thì bây giờ Tâm đang có mặt ở ngôi đền ha. Được xây vào năm 1959. Thì hiện tại là bác giữ đền là con cháu của Nguyễn Huỳnh Đức á, là bác đó mới thông báo là đang trong quá trình tu sửa, do đó là Tâm không thể nào vào bên trong được.
Nhưng mà Tâm sẽ cho các bạn xem từng hiện vật ha. Tại vì trước đó Tâm cũng có chụp hình này ở lần ghé thăm trước đó đó. Rồi bây giờ mình tiến vào khu lưu niệm ha các bạn. Chỗ đó chỗ nào? Trong đây nè, đó. Phòng trưng bày nè. Bây giờ mình sẽ bỏ giày ra để vô. Chỉnh ISO cao chút ha. Đây. Thôi xin chú mở đèn chút, có nút. Rồi, ok. Rồi. Ồ, tự động mở đèn luôn. Rồi ISO chỉnh rồi phải không? Cho nó cao lên rồi. Thì đây, đây, đứng đây. À, đâu. Ra đây nè. Thì đây là khu lưu niệm ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nói giọng hơi nhỏ thôi. Tại vì có người già ở bên trong. Thì các bạn thấy đây là ảnh của những người thờ tự trước đó ha, đó gọi là thủ tự á, là con cháu giữ khu lăng mộ này. Thì đây là đời Ngũ Thế Tôn và đời thứ 5, Tứ Thế Tôn và đời thứ 4 các bạn ha, và Lục Thế Tôn là đời thứ 6. Vậy là 4, 5, 6 ha các bạn ha. Còn 1, 2, 3 thì không có. Thì mình cũng nói thêm là Nguyễn Huỳnh Đức có cả thải là 4 người con, thì đều là quan võ trong triều đình nhà Nguyễn hồi xưa. Trong đó có hai người là lấy công chúa là Phò Mã. Đó, thì ngoài kinh thành Huế, nếu như các bạn đi du lịch thì cũng có một chỗ giống như là một ngôi miếu nhỏ vậy ha, để thờ Nguyễn Huỳnh Đức ở ngoài Huế luôn. Còn mộ ông thì hiện tại là ở Long An. Mình nói rõ cho các bạn như vậy. Thì ở đây đây là những bức tranh ha các bạn ha. Thì ở đây có những bức tranh ha các bạn ha, và những tấm bảng ha, để kể rõ hơn về cuộc đời của Nguyễn Huỳnh Đức. Thì đây là chụp lại một ngôi miếu ha, miếu Trung Hưng Công Thần ở Huế. Thì trong đó có thờ Nguyễn Huỳnh Đức ở đây, thờ những vị quan mà có công với nhà Nguyễn ha. Rồi. À, đây là tủ thờ hai bên đó các bạn ha, là thờ Lục Thế Tôn và Ngũ Thế Tôn các bạn ha, là đời thứ 6 và thứ 5, Lục và Ngũ các bạn ha, là hai người con cháu của Nguyễn Huỳnh Đức gìn giữ ngôi mộ này ở đây. Hiện tại là đời thứ 7 các bạn ha. Thì đây là cổng lăng Nguyễn Huỳnh Đức ở Khánh Hậu hồi xưa các bạn ha. Này là Diên Khánh. Diên Khánh là Khánh Hậu ngày nay nè các bạn. Đó. Ngoài ra đây là ảnh chụp xung quanh khu mộ ha. Đó. Và các bạn đọc hết những tấm bảng ở đây thì các bạn sẽ hiểu rõ về cuộc đời của Nguyễn Huỳnh Đức. Thì đây là hình của vua Gia Long Nguyễn Ánh các bạn ha. Vua Gia Long Nguyễn Ánh là lên ngôi vào năm 1802. Và ông mất năm 1820, có nghĩa là mất sau Nguyễn Huỳnh Đức một năm. Thì Nguyễn Huỳnh Đức là một vị quan võ ha các bạn ha. Là ông đi theo Đỗ Thanh Nhơn để phò nhà vua Nguyễn Ánh. Thì ông trong quá trình mà ông theo phò trợ cho nhà vua đó, thì ông có bị quân Tây Sơn bắt năm 1783. Thì đây là ba điều mà ông giao ước với vua Nguyễn Huệ là vua Quang Trung đó các bạn. Thì các bạn có thể đọc rõ ba điều ha. Điều thứ nhất là tôi theo Tây Sơn nhưng nhất quyết không làm chuyện bất nghĩa với bề tôi của vua cũ là vua Nguyễn Ánh đó các bạn. Đó. Thì điều thứ hai là mỗi tháng thì bên triều nhà Tây Sơn sẽ phải cấp lương nuôi mẹ già và con dạy của Nguyễn Huỳnh Đức. Rồi quân sĩ Tây Sơn sẽ không được vào thôn Tường Khánh, là Khánh Hậu nữa các bạn. Đó. Điều thứ ba là điều quan trọng nhất. Nếu như Nguyễn Huỳnh Đức nghe rằng vua Nguyễn Ánh là Nguyễn Vương đó các bạn, còn sống thì ở đâu dù xa thiên lý là xa ngàn dặm, thì
nhà Tây Sơn sẽ không được ngăn cản. Nhưng mà tao chưa hiểu thì ông tại sao ông phải thỏa hiệp với Tây Sơn ngăn cản? Năm 1783 là Nguyễn Huệ là trong lúc giao tranh là bắt được Nguyễn Huỳnh Đức, thì bắt được tính là đem giết Nguyễn Huỳnh Đức. Được. Nhưng mà nghe nói Nguyễn Huỳnh Đức là một vị tướng tài, là tài giỏi, là do đó là muốn giữ lại chứ không muốn giết đi. Do đó là mới thương lượng với Nguyễn Huỳnh Đức, thì Nguyễn Huỳnh Đức đồng ý là sẽ chiến đấu cho kiều nhà Tây Sơn, nhưng là chỉ đánh với chúa Trịnh ở ngoài Bắc thôi, chứ không đánh với Nguyễn Ánh nếu như sau này Nguyễn Ánh còn sống. Dạ. Tức là ở Việt Nam mình lúc bây giờ có hai người thống trị nè, tức là bên quân Tây Sơn và bên Nguyễn Ánh. Ở đây thì có thể nói vắn tắt thì là hồi đó là nhà Nguyễn phân tranh là nhà Nguyễn nhà Trịnh là hai miền Nam Bắc. Quay luôn ha, thì đưa vô luôn cũng được. Là mình sẽ nói về lịch sử một chút cho các bạn ha, mình nói vắn tắt nhất có thể để các bạn có thể nắm được, là vua Gia Long Nguyễn Ánh á là thuộc kiều vua nhà Nguyễn. Nguyễn Trịnh phân tranh nhau đằng trong đằng ngoài á các bạn. Các bạn học lịch sử thì các bạn sẽ biết. Thì sau đó anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, là ba anh em đó là xuất thân từ tầng lớp là nông dân, vùng lên khởi nghĩa. Thì sau đó là giành được chính quyền và vua Nguyễn Ánh phải trốn chạy, thì mới lập căn cứ và địa bàn về phía Nam. Còn anh em nhà Tây Sơn thì lập căn cứ từ miền Trung đổ ra tới miền Bắc luôn. Cho các bạn cái tại sao tụi nó lại tại sao mọi người này lại khởi nghĩa? Tại vì triều đình lúc đó tương đối là hỗn loạn và lòng dân không hợp. Có nghĩa là lúc đó là quan lại rồi tham nhũng rồi rất là nhiều, có rất là nhiều điều mà nó không, giống như là nó không được hợp ý lúc đó đối với người dân. Thì anh em nhà Tây Sơn nổi loạn là cũng một phần là vì lý do đó, là hoàn cảnh rất là khốn cùng kiểu là vậy. Rồi thì Nguyễn Huỳnh Đức thì lúc này là theo Nguyễn Ánh sau khi chạy vào Nam thì được một số vị tướng ở trong miền Nam cứu giúp và đi theo hỗ trợ hay là phò tá đó, thì trong đó có Nguyễn Huỳnh Đức. Nguyễn Huỳnh Đức là ban đầu là nằm trong đội quân của Đỗ Thanh Nhơn, thì cũng là một vị tướng. Thì sau đó là ông đi theo vua Nguyễn Ánh là gần như là suốt luôn. Có nghĩa là suốt trong quá trình mà Nguyễn Ánh giành lấy lại Giang Sơn của mình. Thì nếu như các bạn có thể có thời gian, các bạn nên tìm hiểu về Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh là một người mà phải nói là lăn lộn và đi rất là nhiều nơi để có thể chiêu binh hay là tập hợp được tướng tài dưới trướng của ông ta. Thì tao lại thắc mắc nữa, bây giờ giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ thì ai là gọi là cái chính diện? Mình có thể nói như vậy, Nguyễn Ánh là con cháu của vua từ đời nhà Nguyễn cho tới bây giờ. Còn anh em nhà Tây Sơn thì không phải ban đầu là họ Nguyễn. Tại vì hồi xưa thí dụ chúng ta sống với một triều đình họ gì thì đa số người dân sẽ mang theo họ đó. Thì ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ thì không phải là họ Nguyễn, nhưng họ sống dưới triều nhà Nguyễn của là cha Nguyễn Ánh trước đó đó. Là hình như là Nguyễn Phúc Thần, nếu như mình nhớ không lầm. Thì cai trị do đó họ lấy họ Nguyễn. Thì họ là những người mà khởi nghĩa để giành lấy chính quyền, và họ nắm quyền điều khiển đất nước trong một khoảng thời gian khá dài trước khi Nguyễn Ánh vùng lên và giành lại Ngô Báo. Quá trình nó diễn ra rất là ròng rã ha các bạn ha, rất là gian nan. Nhưng mà mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao, bây giờ giữa Nguyễn Ánh với Nguyễn Huệ là chính? Thì mình có nói rõ rồi đó, là Nguyễn Ánh ngay từ đầu đó là con cháu của vua chúa.
còn anh em nhà Tây Sơn thì là ba người, có thể tạm gọi là nông dân đi. Họ có xuất phát là từ cũng một dòng họ lớn á, có nghĩa là ba của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ là cũng là một người nhưng có chức tước, kiểu là bức xúc cái thời đại lúc đó đúng không? Do đó họ vùng dậy. Vậy cuối cùng là họ chỉ chiếm được một vùng đất thôi đúng không? Chứ không phải là... Không, họ lật đổ cả triều đình và họ chiếm được một vùng đất lớn từ Nam ra Bắc luôn. Ngon vậy. Còn Nguyễn Ánh thì là người giống như là đi theo hỗ trợ, là Nguyễn Huỳnh Đức là người đi theo hỗ trợ Nguyễn Ánh trong công cuộc mà gọi là giành lại nhà Tây Sơn. Thì ở đây là mình sẽ nói rõ một chút, thì Nguyễn Ánh là tuy không phải là một người có mưu lược hay là võ công gì giỏi, nhưng mà Nguyễn Ánh rất là hay ở chỗ là tập hợp được rất là nhiều người tướng tài và trung thành với mình. Và Nguyễn Huỳnh Đức là một trong những người mà có thể nói là trung thành nhất. Các bạn, lát nữa các bạn đọc những tấm bản chỉ dẫn tiếp theo, các bạn sẽ thấy là Nguyễn Huỳnh Đức đã từng được vua của Thái Lan là kêu gọi ở lại luôn, ở lại Thái Lan để giúp sức cho nhà vua Thái Lan, mà Nguyễn Huỳnh Đức không chịu luôn. Rồi tới lượt vua Quang Trung Nguyễn Huệ mời ở lại để mà cùng nhau mà cai quản và đánh trận giúp cho nhà Tây Sơn, thì Nguyễn Huỳnh Đức cũng tạm thời làm theo thôi. Rồi sau đó là không đồng ý làm theo, nhưng mà với ba điều kiện. Đánh với quân Bắc thôi đúng không, chứ không phải là đúng rồi không đánh với quân của Nguyễn Ánh, chỉ đánh với quân của chú Trịnh ở ngoài Bắc. Nếu mà không làm theo thì ông sẽ bị giết đúng không? Ông cam kết trước với Nguyễn Huệ như vậy, và Nguyễn Huệ phải thực hiện đúng như vậy, còn không thì ông sẽ không theo. Thì sau đó ông nghe tin, Nguyễn Huỳnh Đức nghe tin là Nguyễn Ánh còn sống ở bên Thái Lan hay là Campuchia gì đó, thì Nguyễn Huỳnh Đức đã mang quân được Nguyễn Huệ giao cho mình, chạy qua bên Thái luôn để có thể gặp mặt được Nguyễn Ánh. Nhưng mà tiếc là lúc đó thì Nguyễn Ánh lại là đi về Việt Nam mình rồi. Thì trong quá trình lưu lại ở Thái Lan đó, thì vua Thái Lan có ý mời Nguyễn Huỳnh Đức làm tướng cho mình luôn, là tìm đủ mọi cách để dụ dỗ, trao bổng lộc rồi chức tước đồ rồi. Thì Nguyễn Huỳnh Đức một lòng là thờ vua Nguyễn Ánh, do đó là nhất quyết không ở lại Thái Lan, và sau đó lại về đây và gặp lại Nguyễn Ánh, tiếp tục cuộc kháng chiến với Nguyễn Ánh nữa. Vậy là về gặp lại Nguyễn Ánh rồi tiếp tục. Vậy là nếu mà về gặp lại Nguyễn Ánh vậy thì ổng phải đánh lại với quân Tây Sơn à? Đúng rồi, ổng sẽ đánh lại chính người hai mặt tí xíu. Không, tại vì thấy nó hơi hai mặt tí xíu. Đây các là đã thực hiện đúng lời giao ước thứ ba với Nguyễn Huệ. Nếu như nghe Nguyễn Vương có nghĩa là Nguyễn Ánh còn sống thì dù ở đâu xa thiên lý ngàn dặm thì tôi cũng đi tìm, Tây Sơn không ngăn cản. Có nghĩa là ngay từ đầu Nguyễn Huệ đã chấp nhận điều đó rồi. Ê mày, vậy cái khoảng thời gian mà Nguyễn Đức ở với quân Tây Sơn là bao lâu? Mấy năm không? Năm 1783. Ở đây năm 1000 đến năm 1789 đúng không? 86. 89. 1783, 1789. Ghi đó. Không. Đúng rồi. Vương triều Tây Sơn năm 1783, 1789. Đó, vậy là trong vòng 5 năm. 6 7 8 9, 6 năm chứ. Vậy là phục vụ nhà Tây Sơn được 6 năm. Nhưng mà chính xác là năm 1786 đó, là Nguyễn Huỳnh Đức đã bắt đầu đem quân qua bên bên Lào hay Thái Lan, Thái Lan. Tức là 86 để kiếm đi tìm Nguyễn Ánh rồi. Đã đi tìm Nguyễn Ánh. Đánh Bắc Hà. Sau khi đánh Bắc Hà xong là năm 786 đó, rồi mới mang quân về lại ở trong Nam. Mang theo 5.000 kỵ binh, các bạn có thể theo dõi bản ha. Là 5.000 binh mã đó. Rồi, vậy kể tiếp đi, sau khi mà quay trở về với Nguyễn Ánh thì Nguyễn Huỳnh Đức đánh với Tây Sơn như thế nào? Sau đó thì là
vua Quang Trung Nguyễn Huệ mất thì chắc các bạn cũng biết rồi, mất lúc còn khá là trẻ, hình như là theo mình nhớ là 39 tuổi hay gì đó, là giờ dẫn tới nhà Tây Sơn suy yếu. Tại vì Nguyễn Huệ là một người tài giỏi nhất trong ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, thì vua Gia Long mới từ từ là có thể là đánh chiếm lại các nơi từ miền Trung đổ ra miền Bắc luôn, sau đó thống nhất lại đất nước năm 1802 và lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. Thì sau đó tới lượt Nguyễn Huỳnh Đức thì vua Gia Long giao cho Nguyễn Huỳnh Đức là làm tổng trấn. Thì nãy mình có nói một chi tiết các bạn nhớ là ông là người đầu tiên mà nắm giữ được chức tổng trấn của cả hai nơi, là ở Bắc Thành là Hà Nội các bạn và Nam Thành là thành Gia Định, là một chức rất là lớn, cùng với một vị quan khác nữa là Trịnh Hoài Đức ha, cũng là một nhân vật nổi tiếng. Các bạn có thể thấy đây, cai quản Bắc Thành và Gia Định Thành ha. Lát nữa các bạn sẽ thấy được bản đồ chi tiết. Tiếp quay nha. Đây là nói gì vậy? Khúc nào? Đủ hết luôn á. Đây là năm 1790 đúng không? Đây là 1783. À, đúng rồi, để nói luôn ha, có thể Quốc Hoàng đã cha bỏ qua cũng được. Thì sau khi mà ký ba điều giao ước với vua Quang Trung Nguyễn Huệ ha, ba điều giao ước hồi nãy mình đã đọc cho các bạn nè, thì Nguyễn Huỳnh Đức phục vụ cho vương triều Tây Sơn là dưới trướng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ là trong thời gian là 6 năm các bạn ha, 1783 cho tới năm 1789. Thì bắt đầu từ năm 1786 là các bạn có thể đọc là nội bộ anh em Tây Sơn xảy ra chuyện bất hòa, và từ đó Nguyễn Huỳnh Đức đã giống như là giả vờ đồng ý với Nguyễn Văn Duệ đem quân về phía Nam, về Quy Nhơn các bạn ha, 5.000 kỵ binh, và sau đó là để đi tìm lại Nguyễn Vương, là đi qua Lào rồi qua tới Thái Lan luôn, là Nguyễn Huỳnh Đức mang đoàn quân của mình qua tới Thái Lan để tìm lại được vua Nguyễn Ánh ha. Thì Phật Vương của Thái Lan đó là nghe danh là Nguyễn Huỳnh Đức là một vị tướng rất là tài ha, do đó không cho ông về, muốn lưu lại để trọng dụng. Thì Nguyễn Huỳnh Đức một lòng là thờ vua Nguyễn Ánh thôi, do đó là đã nhất quyết không ở lại. Và theo như sử sách nói lại thì là ông đã thổ huyết, có nghĩa là giống như là ho ra máu các bạn ha, trước mặt của Phật Vương và vua Thái Lan đó. Thì vua Thái Lan thấy như vậy là rất là kính trọng tấm lòng trung hiếu của ông, do đó là đồng ý cấp thêm lương thực và thuyền để ông vượt biển về lại Gia Định là Sài Gòn các bạn. Thì tại đây ông đã gặp lại Nguyễn Ánh, làm tròn tâm nguyện của ông từ đầu tới cuối là không thờ hai chúa, là ông chỉ thờ một chúa thôi. Rồi. Thì đây là gia phả của dòng họ Nguyễn ha các bạn ha, tính từ đời Nguyễn Huỳnh Đức. Thì các bạn thấy á, là Nguyễn Huỳnh Đức có tổng cộng là 4 người con trai, thì trong đó có 2 người là lấy được công chúa Ngọc Châu và Ngọc Cơ. Thì trong 4 người con trai này thì có một người con sau đó trở về miền Nam ha, là Long An các bạn, và ở và sinh ra con cháu tới bây giờ là Nguyễn Huỳnh Thành. Nguyễn Huỳnh Thành là người con thứ 2 ha các bạn ha, theo như mình thấy trên gia phả. Là sau đó tới đời con của Nguyễn Huỳnh Thành là Nguyễn Huỳnh Kim, là Nguyễn Huỳnh Tố, Nguyễn Huỳnh Hữu đó, và tới Nguyễn Huỳnh Tân đó, cho tới đời hiện tại ha các bạn ha. Để mình coi coi, vậy là qua đây là Nguyễn Huỳnh Thoại ha các bạn ha, là cháu 7 đời.
là người thờ tự hiện tại á là cháu đời thứ 7 Nguyễn Huỳnh Thoại. Thì để mình kiếm ở đây đâu rồi. Đây các bạn, là từ Nguyễn Huỳnh Trân ha. Thủ tự đời thứ 6 Nguyễn Huỳnh Thoại, số 1 ha các bạn. Là bây giờ ở cái tụ miệng của Huỳnh Thoại này vẫn còn sống ở đây đúng không ạ? Đúng rồi. Là không phải là cái chú hồi nãy không? Hình mình tại vì trước mình ghé mình cũng chưa trao đổi kỹ với chú nữa. Nhưng mà chắc là chú. Rất có thể là chú. Rồi. Thì đây ha các bạn ha, các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng. Như vậy là hình như là có 3 người con của Nguyễn Huỳnh Đức là ở ngoài Huế. Mất và ăn táng ngoài Huế. Có Nguyễn Huỳnh Thành là vào đây. Thì ngoài Long An ha, còn một nơi khác cũng có miếu thờ Nguyễn Huỳnh Đức là ở xã Mỹ Tỉnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang các bạn ha. Thì cách đây cũng khá gần. Thì chắc khoảng 30-40 km đó các bạn. Nhưng cái mộ chính là vẫn ở đây đúng không? Đúng rồi, mộ chính là ở đây luôn. Còn đây là một nơi mà thờ, một nơi khác chỉ thờ thôi. Tại vì mình tra cứu trên Google thì không nói về chi tiết này. Nhưng mình nghĩ có thể là trước đó Nguyễn Huỳnh Đức cũng đã có công gì đó với người dân ở đây ha. Ở huyện Chợ Gạo nè, xã Mỹ Tịnh An. Thành ra người dân họ lập đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức ở đây luôn. Rồi. Các bạn. Nhờ những khán giả xem kênh của Gen có thể giải thích chi tiết này nếu như các bạn là một người... Các bạn sẽ comment phía dưới ha. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ nói... Thì anh em nhà Tây Sơn là lấy Quy Nhơn ở Bình Định các bạn. Làm nơi là giống như là kinh thành của mình. Là ở Quy Nhơn bây giờ sẽ có một thành di tích thành cổ các bạn ha. Chắc bây giờ nó cũng khá là hoang tàn rồi. Thì đây nè các bạn. Sau đó là vua Nguyễn Ánh lên nắm quyền thì giao cho Nguyễn Huỳnh Đức làm khâm sai trưởng hữu quân và trấn thủ Quy Nhơn. Vào năm 1802 là năm Nguyễn Ánh lên ngôi luôn. Đó. Thì mới đầu là ở thành Quy Nhơn các bạn ha. Sau đó Nguyễn Ánh tiến tới làm tổng trấn Bắc Thành. Bắc Thành là ở Hà Nội các bạn, cửa Đoan Môn các bạn. Trong khoảng thời gian là 6 năm, năm 1810 tới năm 1815. Đây là một sơ đồ của đây sơ đồ thành Gia Định này các bạn. Tiếp theo nữa là năm 1816 đó là Nguyễn Huỳnh Đức trấn giữ Nam Thành. Nam Thành là thành Gia Định Sài Gòn hiện tại các bạn. Năm 1816 nữa các bạn. Đây là bản đồ của người châu Âu ha, Green vẽ lại năm 1795. Rồi. Còn đây là một chi tiết rất là đặc biệt ha các bạn ha. Đây là một ấn kiến xương thủ tự. Là giống như đây là ấn của người mà giữ miếu thờ tự các bạn. Đây là dành cho Nguyễn Huỳnh Kim, cháu nội của Nguyễn Huỳnh Đức. Vậy là đời thứ hai ha các bạn ha. Đây các bạn, đây là ấn nè. Đó. Thì rất tiếc là hôm nay là ngôi miếu đã đóng cửa ha, để trùng tu. Chứ không mình cũng vào quay và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Rồi ở đây thì là sẽ nói rõ về việc là Nguyễn Huỳnh Đức có bao nhiêu người con ha. Trong đó có 2 người con của ông là lấy công chúa thứ 13 và công chúa thứ 5 của vua Gia Long ha. Vua Gia Long là theo mình tìm hiểu thì có khoảng... Dạ thì thích lịch sử quay gì đó. Tìm hiểu. Ôi như vậy. Chú là chồng chú. Chú có phải là Nguyễn Huỳnh Thoại không chú? À đúng rồi. Dạ. Con mới thẳng quá. Thì có 2 người lấy công chúa các bạn ha. Ngoài ra thì Nguyễn Huỳnh Đức còn một người con nuôi nữa là Nguyễn Đình Phổ ha. Thì Nguyễn Đình Phổ là ở ngoài Huế các bạn ha. Vậy là có 4 người con trai, người con ruột và một người con nuôi. Đều là con trai hết. Thì 4 người con Nguyễn Huỳnh Đức đều làm quan sau này các bạn ha. Quan võ, giống như là nối nghiệp của cha vậy đó. Xong chưa? Xong hết con này chưa? Rồi rồi.
Vậy là nãy giờ Tâm đã gọi là tổng sơ lược đến cả cuộc đời của người Đức cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ nói một vài lời nữa ha, trước khi mình chia tay nơi này luôn. Rồi, bây giờ mình xin phép mình ngồi xuống ha. Thì hôm nay thì mình lựa một ngày khá là đẹp trời ha, mặc dù là cũng có mưa nhỏ thôi. Thì tới đây mình giới thiệu về một địa điểm lịch sử của tỉnh Long An. Thì một điều đáng tiếc là ngôi miếu thì đang trong quá trình sửa chữa. Nhưng mà mình sẽ gửi những hình ảnh mà mình chụp được trước đó ha cho các bạn về những hiện vật lưu niệm ở bên trong để các bạn có thể biết. Và Nguyễn Hình Đức mất vào một ngày rất là đặc biệt các bạn ha, ngày 9 tháng 9 năm 1819. Như vậy là sắp tới rồi các bạn. Thì nó cũng là kỷ niệm 200 năm luôn ngày mất. Có nghĩa là năm nay là một ngày giỗ lớn các bạn. Thì những ngày giỗ thì ai sẽ tới? Là chính quyền là đương nhiên rồi đúng không? Chính quyền địa phương các bạn và người dân. Thì tới hôm đó nếu như được thì mình sẽ quay lại lần nữa để mình có thể quay. Nhưng mà nếu như sau này có dựng clip thì mình sẽ đăng lên sao cho các bạn xem ha. Còn trước mắt thì các bạn sẽ xem lại tất cả những gì mình dựng nãy giờ. Báo cáo với các bạn là bạn Tâm, bạn đó cũng có cái ý định là làm một kênh YouTube. Cho nên là nếu mà các bạn nào yêu thích bạn Tâm thì có thể tìm hiểu. Rồi. Thì có thể rồi. Rồi, bạn Tâm sẽ kể thêm bonus một vài câu chuyện cho các bạn từ cái thời gươm giáo. Thì mình sẽ kể thêm cho các bạn về quá trình mà Nguyễn Huỳnh Đức sát cánh với vua Nguyễn Ánh ha, giống như là hai người là anh em, giống như là sống chết có nhau á, đồng cam cộng khổ á. Thì lúc đó là trong những vị tướng mà tướng tài của Nguyễn Ánh á, thì có Nguyễn Huỳnh Đức là một trong số đó. Là Nguyễn Huỳnh Đức là người mà có thể nói là đánh đâu thắng đó, mà một lòng mà trung thành, mà gọi là trung thành tới chết luôn các bạn với nhà vua á. Thì Nguyễn Huỳnh Đức có một lần là cùng với Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn dí xét tới về địa phận tỉnh Vĩnh Long hiện giờ các bạn. Là trên đường đi thì lúc đó chỉ còn lại là Nguyễn Ánh và Nguyễn Huỳnh Đức thôi. Thì Nguyễn Huỳnh Đức mới kêu là vua Nguyễn Ánh đi trước đi, một mình Nguyễn Huỳnh Đức sẽ đứng lại mà ngăn cản quân Tây Sơn đang tiến sát tới các bạn ha. Là có tới mấy trăm lính luôn. Thì cái này là mình đọc sử sách thôi chứ mình cũng không biết là độ chính xác là như thế nào. Thì nghe nói là một mình Nguyễn Huỳnh Đức giống như là đã la lớn lên và hô to lên để cho quân nhà Tây Sơn nghe thấy. Thì tưởng là lực lượng Nguyễn Huỳnh Đức bây giờ cũng đông lắm, đi theo Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Ánh là cũng lính cũng đông, có nghĩa là la lên giống như là một kế mà nghi binh đó các bạn. Thì do đó quân Tây Sơn nghe vậy là cũng hơi hoảng, không dám tiến tới nữa. Thì Nguyễn Huỳnh Đức đã cứu nhà vua được an toàn ha, quay lại tìm nhà vua và tiếp tục đi về nơi khác tránh sự truy xét của quân nhà Tây Sơn. Để anh em nghe chi tiết báo thù, tôi thấy cái đó hay. Chi tiết gì? Báo thù á. Thì giữa triều nhà Nguyễn Ánh đó các bạn và triều nhà Tây Sơn là cũng có một mối thù rất là lớn ha. Thì đây là một điều mà tới nay nhiều nhà sử học vẫn tranh cãi, tại vì độ xác thực của những câu chuyện đó thì cũng không có kiểm chứng được, diễn ra mà cũng gần 200 năm rồi. Thì có nghĩa là giữa những cuộc chiến vua chúa ngày xưa với nhau, hay là giữa những người dân khởi nghĩa với chính quyền ngày xưa, thì nó theo kiểu như là chúng ta gọi là giết tính tàn khốc, tính tàn khốc á, là chúng ta sẽ giết tới mấy đời luôn. Thì diệt cỏ là diệt tận gốc kiểu vậy thôi. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Nhưng mà một điều mà đặc biệt á, khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua á, thì Nguyễn Huệ là một người mà
hùng mạnh nhất trong ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ á. Thì Nguyễn Huệ là người thống nhất á. Chân Sơn á, thì lúc đó Nguyễn Huệ lại mất một cách đột ngột vì bệnh ha. Do đó là vua Nguyễn Ánh không thể nào mà trả thù được. Dẫn tới là phải khai quật ngôi mộ lên và giống như là phá ngôi mộ. Theo như sử sách ghi lại vậy thì mình kể như vậy thôi, là phá giống như là nó cũng không còn lại gì. Dẫn tới ngày nay người ta không biết vị trí chính xác mà vua Quang Trung được chôn ở chỗ nào luôn. Rồi. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha, đọc tra cứu trên Google đó. Không, hồi nãy nghe bạn Tâm kể cái khúc này thì em cũng cảm thấy khá là thú vị mà hết hồn, kiểu là hận á. Hận tới mức mà ổng không giết, chính tay giết được ổng lợi ổng đào mà kinh thì. Rồi, hy vọng là khởi đầu cho tập 9 nói về một phần lịch sử của lịch sử cổ xưa của Việt Nam đã để lại một vài dấu ấn cho các bạn. Các bạn đã ghé thăm lăng Nguyễn Quỳnh Đức chưa? Nếu ghé rồi thì hãy comment cho em biết cái ý kiến của mình nha. Và bạn cảm thấy như thế nào về cái phần trình bày về lịch sử của bạn Tâm? Cũng comment cho em biết luôn nha.